Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của Lại Liên Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tưởng Kỳ. Mời bạn xem trận đầu tiên, Lại Liên Huynh cầm đèn đấu hậu gặp Triệu Vĩ của Trung Quốc cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây cảm thấy kém quân kém thế nên Triệu Vĩ của Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem trận tiếp theo. Lý Cẩm Văn cầm đỏ đi tiên, hỏi Lý Huynh cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Lý Cẩm Văn không còn nữa đi nên đã buông cả nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.